mình mời cả nhà hãy cùng mình vào bếp nấu mâm cơm chay rằm tháng 7. Hôm nay mình sẽ nấu 3 món nha các bạn. Đầu tiên là mình nấu canh chua, rồi canh chua chay, mình nấu với khớm cà, đậu bắp giá nè, với nấm đùi gà. Ủa con thấy có cái gì? Với đậu gián. Con thấy có gì giống như khô quá bà Chính. Rồi cái món thứ hai là khô cá lưỡi trâu nha các bạn. Ủa bữa nay ăn chay mà sao mình lại ăn khô? Cái này là nguyên liệu nó làm từ, cái này là đậu nành. Cái này là tàu hủ ki nè các bạn. Rồi người ta ướp gia vị vô, rồi người ta đổ làm như cái con cá lưỡi trâu vậy. Cái món khô cá lưỡi trâu này ăn với canh chua là rất ngon nha. Các bạn sẽ coi coi nó ngon cỡ nào nha các bạn. Rồi món thứ hai là nấm đùi gà xào xả ớt. Đây, vị nấm đùi gà đây, xả ớt. Bây giờ các bạn cùng mình nấu nha. Canh chua trước nha các bạn. Rồi nấu canh chua có nấm đùi gà thì mình sẽ cho một miếng xả vô các bạn. Để mình xào nấm đùi gà cho nó có cái mùi thơm. Tại thường thường nấm đùi gà thì nó có cái mùi đặc trưng của nó. Trước khi mua nấm các bạn nhớ bớt thử coi tay nấm nó có cứng không nha. Rồi mình lén thử coi nó có hôi nha các bạn. Nếu mà nấm không có tươi thì nó hôi dữ lắm. Còn nấm tươi thì nó ít hôi. Rồi cho vào. Xào làm cho nấm nó có mùi thơm các bạn. Mình sẽ cho khớm vào luôn nha. Đặc biệt nấm là các bạn, mình phải nấu cho thịt chín nha. Cái nấm là mình nấu không chín cũng là độc đó các bạn. Muối vô làm cho nó thấm vô khớm với nấm. Cho cà vô luôn các bạn. Vậy là mình cho nước vô luôn, chặn lửa to lên cho nước vô. Ấm nước thì mình nấu sẵn sôi rồi nha. Món thứ hai, bây giờ mình sẽ chiên khô cá lưỡi trâu trước đi các bạn, đặng nó còn dư dầu đó, cái mình xào xả ớt nha. Dầu sôi rồi mình để khô cá lưỡi trâu vô mình chiên nha các bạn. Chiên khô cá lưỡi trâu này cũng như các bạn chiên tàu phi lá vậy đó. Nhưng mà không biết sao ta ướp gia vị ăn rất ngon nha. Mình chiên ở lửa vừa thôi nha các bạn. Nhìn nó giống một cô cá lưỡi trâu vậy chứ. Rồi, để mình vớt ra. Giờ mặt trận thấy chưa?
Rồi vậy chút mình chiên cho tới hết nha các bạn. Giờ mình qua mình thử nồi canh chua nha. Mình sẽ cho đậu bắp vào. Sáng nay mình đi ra giặt bắp của mình hái được có mấy trái đậu bắp. Nêm nếm lại. Ngạt quá rồi. Thêm một miếng muối. Đặc biệt canh chua chay là nó hơi ngọt ngọt nha. Một miếng đường. Giờ mình cho giá vào các bạn. Thôi cho hết đi. Cho nấu cái nồi canh hơi đặc đặc một chút. Giá, đậu giá. Rồi rau thơm vào. Rồi, vậy là mình cho ớt hiểm vào nha. Ớt hiểm mà chiều hôm qua mình đi hái đó các bạn. Đó, ớt hiểm là vừa cay vừa thơm nha. Vừa được xong. Giờ tới món thứ ba nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm nấm đùi gà xào sả ớt. Những món ăn vô cùng quen thuộc nha. Giờ mình ép sả lên cho nó thơm nha. Cho ớt vô lên đi. Nè các bạn, mua cá lưỡi trâu mình đã chiên xong nè. Các bạn thấy ngon không? Đó, vàng ươm nha. Chắc có một số bạn cũng chưa bao giờ ăn khô cá lưỡi trâu chay các bạn. Ngon. Cái này mình chế cho nó vàng, cái gì xào nó mới thơm được. Rồi bây giờ sả ớt đã vàng nha các bạn, mình cho nấm đùi gà vào. Tại mình để nguyên tay để ăn cho nó giòn các bạn. Rồi cho một miếng thịt tươi vào. Một miếng dầu hào, một miếng tương ớt nha các bạn. Nấm thì bự quá, sau khi xào một chút xíu các bạn nhớ cho một miếng nước nha. Bạn cho nấm nó chín nha các bạn.
Hồi nãy còn một bới xả này mình cho vào luôn. Mình sẽ cho một tí nước đây các bạn, mình cho nấm nó dễ chín. Rồi vậy là mình để một xíu cho nấm chín nha. Bây giờ nấm nó cũng gần chín rồi nha các bạn, mình cho đậu giáng vào. Đậu giáng này mình sắc nhỏ ra mình chiên giòn. Món này ăn với canh chua là ngon lắm các bạn ơi. Cái này hôm nay mình làm mấy món nó hỗ trợ nhau các bạn. Canh chua nè, ăn với khô cá lưỡi trâu cũng rất ngon. Rồi ăn nấm mà xào sả ớt này nè các bạn cũng rất ngon nha. Rồi chín rồi các bạn, ngon quá các bạn ơi. Để tưởng nhớ đến những người đã mất, hôm nay là rằm tháng 7 nha các bạn. Rồi mình có nấu mâm cơm, nào là canh chua nè, đây là khô cá lưỡi trâu, nấm xào sả ớt, nấm đùi gà xào sả ớt. Rồi cái này là sườn non chiên giòn nha các bạn, dưa hấu, cơm canh để mình cúng ông bà tổ tiên nha. Đây là mâm cơm chay nha các bạn. Rồi bây giờ mình bưng lên cúng ông bà. Tưởng nhớ đến những người đã mất. Giờ mình bưng vô của ông bà nha các bạn. Mâm cơm chay thì đơn giản. Vậy nhưng mà cũng đầy hết bàn thờ rồi nha.